cùng cắm hoa với mẹ. Mẹ ăn mắc một cái dây điện thoại của mình. Tôi để lên đây. Để im. Ngọ thần kinh. Nhà cà chua nhỉ? Không, cái tôi á. Không. Và tôi tính là mẹ. Không. Mẹ đang điều tay nghe. Ô, để nhỉ. Tôi nghe nữa. Hai cái à? Tôi còn một cái mô. Nó đi ngủ đi băng cam hay cái này bác viện. 8 giờ. Nghe thấy không? Trang mở ảnh. Ngạo để quên mũ. Mũ gạo này. Mũ gạo. Quần rái. Con TikTok con giá. Con TikTok á. Ok. Con rắn. Con rắn. Con mẹ ơi mẹ mày. Mình nuôi ngọn rắn nghe nè. Mẹ đeo chi mà đeo tai nghe chặt chứ. Ôi sao mẹ mua cho con một tinh xèo nhé. Nha. Thấy cái gì đoài. Chưa có mắt à? Hồi chua nè không ngủ. Quên mắt là ngủ có hai bữa mà quên mắt nữa rồi. Ăn được cái gì? Trả là quả đáng có đã ăn gì chưa? Nói mà ăn đi. Dạ là cô. Ok. Đấy à, cắm lên pin rồi, sáng lại còn sập rồi. Mà à, cắm đủ 6 phút mấy rồi chứ. Hà chú có nghe thấy không? Hà chả nghe thấy. Thì em chưa tao nữa, nãy chiều chứ đó. Còn một tí nữa mới nãy mẻ này. Mày mấy giờ đi mà? 7 giờ
7:20 thì đi sớm cho đó mà nộp. Lại đi đường đi. Ê, thì đi trễ cho nó tí. À lại đi với thằng T. À. Này à? Nè. Luôn nhỉ? Luôn ai lại ngột đây này? Ai? À, cứ biết không? Hai đứa này em lúc mỗi em có vạch cái vành ta đi để em lau. Em chỉ lau em sạch cái lưỡi. Lau được tầm mốt suốt đi chưa? Bốn bộ nhất bốn bộ bộ chốc luôn. Đúng. Lực khăn được lau. Mình để hai ngày mà không nói tự nhiên cái bọt xà phòng không còn đọng lại á. Hắn đọng lại là hắn khô, hắn thành cái nó trắng trắng rồi đây. Được. Đang vãng ở đây này. Em đi ra ngoài em mà nhìn thấy đứa con nít mua mà cứ nhìn thấy cái tai vẫn là y như thằng mà mẹ không giờ lòng ớ thật đấy chứ nhìn hắn mong như gì luôn ạ. Cơn giảm bớt vào trước cũng rất trời ơi mẹ hắn để cho nó ở vành tai đi ở chỗ trong bên trong đây này với lại vành đây cứ làm nhìn vật dày em lau. Còn nhũa nữa. Còn nhũa cứ đếm một đồng tay của mình. Nó kiểu kiết, kiết nó giải vị nhớ không? Xong rồi hắn cứ rạch rạch là nứt như cái ổ gà đấy nhỉ. Nhìn hắn cứ sọc 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 vung vung. Ô trời. Ủa, tao đồng chung mềm của ông cua rồi. Vút đi cà chua. Vút đi. Nhưng mà mình đưa cái bao tay anh nhiều á. Vút đi. Động cái bính lệ. Vút đi. Cà chua. Cào đi ông nhanh như này tay này. Đúng không? Vút đi cà chua. Cà chua. Cà mà nấu nước sôi đủ. Ô, bắt đầu cào rồi hắn chốt ra xong rồi bắt đầu hắn... Ta tải nhìn đêm đường hết. Nâu, biết chi mà nâu. Cà chua. Cà chua ơi. Cà chua. Cà chua ơi. Vút đi. Vút tiếp. Nhưng không hay. Vút. Hay nó vậy. Vút. Mà ngay cho cái bình nước ta làm mẹ lấy nước. Mình đã hoàn thành xong cái hoa bình hoa là gần nhau mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình nhé. Bye bye.